Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn. Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 147. Khá ngợi khen Đức Giê-hô-va vì là điều tốt. Hãy hát ngợi khen Đức Chúa Trời chúng ta vì là việc tốt lành. Sự ngợi khen hiệp lễ nghi. Đức Giê-hô-va xây cất Giê-ru-sa-lem. Ngài hiệp lại những kẻ bị tản lạc của Israel, chữa lành người có lòng đau thương và bó vít của họ. Ngài đếm số các vì sao, gọi từng tên hết thảy các vì ấy. Chúa chúng tôi thật lớn, có quyền năng cả thể, sự thông sáng Ngài vô cùng vô tận. Đức Giê-hô-va nâng đỡ người khiêm nhường, đánh đổ kẻ ác xuống đất. Hãy hát sự cảm tạ cho Đức Giê-hô-va, gãi đờn cầm mà ngợi khen Đức Chúa Trời chúng tôi. Ngài bao các tầng trời bằng mây, sắm sửa mưa cho đất, làm cho cỏ mọc trên núi, ban đồ ăn cho thú vật và cho quạ con kêu rêu. Ngài chẳng đẹp lòng sức của ngựa, cũng không thích chân của loài người. Bèn là đẹp lòng người kính sợ Ngài và kẻ trông đợi sự nhân từ của Ngài. Hỡi Jerusalem hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, ớ Si-ôn hãy ca tụng Đức Chúa Trời ngươi. Vì Ngài đã làm cho then cửa ngươi nên vững chắc, ban phước cho con cái ngươi ở giữa ngươi. Ngài giáng bình an trong bờ cõi ngươi, làm cho ngươi được đầy dẫy lúa miếng tốt nhất. Ngài ra lệnh mình trên đất, lời của Ngài chạy rất mau. Ngài cho mưa tuyết như lông chiên, rải sương móc trắng khác nào tro. Ngài ném giá từng miếng, ai chịu nổi được sự lạnh lẽo của Ngài. Ngài ra định, làm cho tuyết giá tan ra, khiến gió thổi nước bèn chảy. Ngài truyền lời mình cho Gia-cốp, luật lệ và mạng lệnh mình cho Israel. Ngài chẳng hề làm như vậy cho dân nào khác, chúng nó không có biết mạng lệnh của Ngài. Hallelujah. Chương 3. Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của hội thánh sạc đe rằng: này là lời phán của đấng có bảy vị thần Đức Chúa Trời và bảy ngôi sao. Ta biết công việc ngươi. Ngươi có tiếng là sống nhưng mà là chết. Hãy tỉnh thức và làm cho vững sự còn lại là sự hầu chết, vì ta không thấy công việc của ngươi là trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời ta. Vậy hãy nhớ lại mình đã nhận và nghe đạo thế nào, thì giữ lấy và ăn năn đi. Nếu ngươi chẳng tỉnh thức, ta sẽ đến như kẻ trộm, và ngươi không biết giờ nào ta đến bắt ngươi thình lình. Nhưng ở sạc đe, ngươi còn có mấy người chưa làm ô uế áo sống mình. Những kẻ đó sẽ mặc áo trắng mà đi cùng ta, vì họ xứng đáng như vậy. Kẻ nào thắng sẽ được mặc áo trắng như vậy. Ta sẽ không xóa tên người khỏi sách sự sống và sẽ nhận danh người trước mặt cha ta cùng trước mặt các thiên sứ Ngài. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Philadelphia rằng: này là lời phán của đấng thánh, chân thật, là đấng có chìa khóa của David, mở thì không ai đóng được, đóng thì không ai mở được. Ta biết công việc ngươi. Này, ta đã mở trước mặt ngươi một cái cửa không ai đóng được, vì ngươi có ít năng lực mà đã giữ đạo ta và chẳng chối danh ta. Này, ta ban cho ngươi mấy kẻ trong những kẻ thuộc về hội quỷ Satan. Chúng nó xưng mình là người Giuđa mà kỳ thực không phải, nhưng chúng nó nói dối. Này, ta sẽ khiến chúng nó đến sấp mình xuống dưới chân ngươi và sẽ cho chúng nó biết rằng ta đã yêu ngươi. Vì ngươi đã giữ lời nhịn nhục ta, ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử thách, là giờ sẽ đến trong khắp thế gian đặng thử những người ở trên đất. Ta đến mau kiếp, hãy giữ lấy điều ngươi có, hầu cho không ai cất lấy mão triều thiên của ngươi. Kẻ nào thắng, ta sẽ cho làm trụ trong đền Đức Chúa Trời ta, và người sẽ không ra khỏi đó nữa. Ta lại sẽ lấy danh Đức Chúa Trời ta, danh của thành Đức Chúa Trời ta, là Jerusalem mới từ trên trời bởi Đức Chúa Trời ta mà xuống, cùng danh mới ta mà viết lên trên ngươi.
Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Laodice rằng: Này là lời phán của Đấng Amen, Đấng làm chứng thành tín chân thật, Đấng làm đầu cội rễ cuộc sáng thế của Đức Chúa Trời. Ta biết công việc của ngươi, ngươi không lạnh cũng không nóng. Ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay. Vậy vì ngươi hâm hẩm không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta. Và ngươi nói: Ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa. Song ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đuôi mù và lõa lồ. Ta khuyên ngươi hãy mua vàng thử lửa của ta, hầu cho ngươi trở nên giàu có. Mua những áo trắng, hầu cho ngươi được mặc vào và điều xấu hổ về sự trần truồng ngươi khỏi lộ ra. Lại mua thuốc sức mắt đặng thoa mắt ngươi, hầu cho ngươi thấy được. Phàm những kẻ ta yêu thì ta quở trách sửa phạt. Vậy hãy có lòng sốt sắng và ăn năn đi. Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ. Nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với ta. Kẻ nào thắng, ta sẽ cho ngồi với ta trên ngôi ta, như chính ta đã thắng và ngồi với cha ta trên ngôi ngài. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Chương 5. Vả, tiên tri Agê và tiên tri Sachari, con của Ido, nhân danh Đức Chúa Trời của Israel nói tiên tri cho các người Juda tại xứ Juda và ở tại Jerusalem. Sorobaben, con trai của Sa-an-thi-en, và Yeshua, con trai của Yosadak, bèn trỗi dậy, khởi cất đền Đức Chúa Trời tại Jerusalem, có các tiên tri của Đức Chúa Trời giúp đỡ. Trong lúc đó, Tác-tê-nai, quan tổng đốc của xứ phía bên này sông, Sê-ta-bô-sê-nai và các đồng liêu họ đến tìm dân Giu-đa mà nói cùng chúng như vậy: Ai ban lệnh cho các ngươi cất cái đền này và xây vách thành này lên? Chúng ta bèn nói cùng họ tên những người xây cất cái đền này. Con mắt Đức Chúa Trời của chúng đói xem các trưởng lão dân Giu-đa, nên họ không ngăn cấm chúng làm công việc, đành lòng đem việc ấy tâu lại Darius, đợi đến khi vua giáng chiếu về sự ấy. Này, bổn sao luật tờ biểu mà Tác-tê-nai, quan tổng đốc của xứ phía bên này sông, Sê-ta-bô-sê-nai và các đồng liêu người, tức người A-phạt-sát ở bên này sông, tấu lên vua Darius như lời sau này: Chúc vua Darius thái bình mọi vẻ. Chúng tôi muốn vua hay rằng, chúng tôi có đi trong tỉnh Giu-đa đến đền thờ của Đức Chúa Trời rất lớn, thấy người Giu-đa xây cất cái đền thờ ấy bằng đá nguyên khối, sườn nhà đã gác ngang qua vách rồi, và công việc làm cách kỹ lưỡng và tấn tới trong tay họ. Chúng tôi có hỏi các trưởng lão ấy rằng: Ai ban lệnh cho các ngươi cất cái đền này và xây vách thành này lên? Chúng tôi cũng hỏi danh tánh họ, đặng tâu cho vua biết các tên của những người quản xuất chúng. Chúng đáp lời như vậy: Chúng tôi vốn là kẻ tôi tớ của Đức Chúa Trời, Chúa Tể của trời và đất. Chúng tôi đang xây cất lại cái đền thờ đã lâu năm trước đây có một vua sang trọng của Israel lập lên và làm cho hoàn thành. Song các tổ phụ chúng tôi chọc giận Đức Chúa Trời, nên Ngài phó chúng vào tay Nebuchadnezzar vua Babylon là người Canđê. Vua ấy phá hủy đền này và bắt dân sự đem qua Babylon. Nhưng năm đầu đời Siru, vua Babylon trị vì, vua Siru truyền lệnh cất lại cái đền của Đức Chúa Trời. Vua Siru cũng rút ra khỏi đền thờ Babylon những chậu vàng và bạc của đền Đức Chúa Trời mà Nebuchadnezzar đã đoạt lấy khỏi đền thờ tại Jerusalem, đem về trong đền thờ Babylon. Siru giao các vật ấy cho danh Sết-ba-sa mà người lập làm quan tổng đốc và nói với người rằng: Hãy lấy các khí dụng này đi để trong đền thờ tại Jerusalem và xây cất lại nhà của Đức Chúa Trời trên chỗ cũ nó. Bấy giờ Sết-ba-sa này đến lập nền đền thờ của Đức Chúa Trời tại Jerusalem, và từ lúc đó đến rày
người ta đương xây cất nó, song chưa hoàn thành. Vậy, bây giờ, nếu đẹp ý vua, xin hãy tra khảo trong kho vua tại Babylon, xem thử thật Siru có ra chiếu chỉ xây cất lại cái đền của Đức Chúa Trời tại Jerusalem chăng? Đoạn, cầu vua giáng chiếu dạy chúng tôi ý vua về việc ấy. Chương 6. Vua Darius bèn truyền tra khảo trong tàng thư viện là nơi chứa các bửu vật tại Babylon. Người ta tìm được trong đồn ở Ecbatan tại tỉnh Medi một cuốn giấy trên đó có di tích như vậy. Năm thứ nhất, đời Siru. Vua Siru ra chiếu chỉ về đền của Đức Chúa Trời tại Jerusalem rằng khá xây cất lại đền của Đức Chúa Trời, đặng làm nơi dâng những của lễ. Các nền nó phải lập cho vững bền. Đền thờ sẽ 60 thước bề cao và 60 thước bề dài. Nó sẽ có 3 hàng đá nguyên khối và 1 hàng đòn tay gỗ mới. Còn tiền sở phí thì phải cấp phát từ trong nhà vua. Lại, các khí dụng bằng vàng và bạc của nhà Đức Chúa Trời mà Nebuchadnezzar đã lấy trong đền thờ tại của Jerusalem và đem qua Babylon thì phải trả lại và đem về trong đền thờ tại Jerusalem. Khí dụng này trong chỗ nấy, ngươi phải để nó tại chỗ cũ trong nhà của Đức Chúa Trời. Vậy, bây giờ, hỡi Tác-tê-nai, tổng đốc của xứ phía bên kia sông, Sheta-bô-xê-nai và các đồng liêu người ở A-phạt-sát bên kia sông, hãy giang ra, khá để cho quan cai của người Giu-đa và những người trưởng lão của chúng xây cất lại đền thờ của Đức Chúa Trời tại nơi cũ nó. Này, ta ra lệnh, truyền các ngươi phải làm gì đối với các trưởng lão dân Giu-đa đặng giúp việc cất lại cái đền của Đức Chúa Trời. Hãy lấy thuế khóa thâu ở bên kia sông, vội cấp phát các tiền chi phí cho những người đó để công việc chẳng bị dứt chừng. Phàm vật chi cần kiếp, hoặc bò tơ đực, chiên đực hay là chiên con để dùng làm của lễ thiêu dâng cho Đức Chúa trên trời, hoặc lúa mì, muối, rượu hay là dầu, theo lời những thầy tế lễ ở tại Jerusalem, khá giao cho họ mỗi ngày, chớ thiếu. Hầu cho họ dâng những của lễ có mùi thơm cho Đức Chúa trên trời và cầu nguyện cho sanh mạng của vua và của các vương tử. Ta cũng truyền lệnh rằng, nếu ai cãi chiếu chỉ này, thì khá rút một cây đòn tay trong nhà kẻ ấy, rồi treo nó tại đó, và vì cớ tội ấy, làm cho nhà nó thành ra một chỗ đổ rác. Nguyện Đức Chúa Trời là đấng đã khiến danh Ngài ngự trong đền thờ ấy, hủy diệt vua nào, dân tộc nào, dám giơ tay ra cãi chiếu này, đặng phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời ở tại Jerusalem. Ta là Darius, ban chiếu chỉ này, khá làm theo nó cách cần mẫn. Tác-tê-nai, quan tổng đốc của xứ phía bên này sông, Sheta-bô-xê-nai và các đồng liêu họ, bèn cần mẫn tuân theo chiếu chỉ mà vua Darius đã sai đến. Ấy vậy, các trưởng lão của dân Giu-đa bắt tay cất lại đền thờ. Công việc được may mắn, y lời tiên tri của tiên tri A-gê và của Sa-cha-ri, con trai của Y-đô. Vậy, chúng làm xong công việc cất đền thờ, tùy theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời của Israel và theo chiếu chỉ của Siru, Darius và Artaxerxes, vua nước Pherusha. Ngày thứ ba tháng Ada, nhằm năm thứ sáu đời vua Darius, cái đền này được xây cất cho xong. Dân Israel, những thầy tế lễ, người Lê-vi và những người khác đã bị bắt làm phu tù được về đều giữ lễ khánh thành đền thờ của Đức Chúa Trời cách vui mừng. Về lễ khánh thành đền thờ này, chúng dâng 100 con bò đực, 200 con chiên đực, 400 con chiên con, và tùy theo số các chi phái Israel, chúng dâng 12 con dê đực làm của lễ chuộc tội cho cả dân Israel. Chúng lập lên những thầy tế lễ của các người Lê-vi tùy theo ban thứ của họ, đặng phục sự Đức Chúa Trời tại Jerusalem, y như đã chép trong sách của Môi-se. Đoạn, ngày 14 tháng Giêng, các người đã bị bắt làm phu tù được về giữ lễ vượt qua. Vì những thầy tế lễ và người Lê-vi cả thảy đã dọn mình cho thanh sạch không trừ ai. Rồi, chúng vì hết thảy người đã bị bắt làm phu tù được về, vì những thầy tế lễ là anh em mình và vì chính mình mà giết con sinh dùng về lễ vượt qua. Những người Israel đã bị bắt làm phu tù được về
bèn ăn lễ vượt qua, luôn với những người đã tự chia rẽ ra sự ô uế của các dân tộc trong xứ, đến theo dân Israel, đặng tìm kiếm Jehovah Đức Chúa Trời của Israel. Trong 7 ngày, chúng giữ lễ bánh không men cách vui vẻ, vì Đức Jehovah đã làm cho lòng chúng được khoái lạc, và có cảm động lòng vua Assyri đoái xem chúng, đặng giúp đỡ trong cuộc xây cất đền của Đức Chúa Trời, tức là Đức Chúa Trời của Israel. Cảm ơn Chúa, lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng, và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện, trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn, hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.